Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình lại lên sàn cho mọi người một cây piano Kawai. Thì hôm nay các mọi người sẽ nhìn thấy mình xa hơn bình thường, tại vì người quay phim và mình là cũng đang đứng cách nhau khoảng 2 mét để mà phòng chống dịch Covid-19. Thì hôm nay chúng tôi có một cây là Kawai KS1. Đó, cái này với cái tầm tài chính là dưới 30 triệu thì các bạn hoàn toàn có thể mua một cây này. Đó, bóng loáng màu đen bóng nhé. Ở đây có một cái điểm nhấn là 5 vạch kẻ sọc tương đương với 5 dòng kẻ trong khuôn nhạc, rất đẹp. Này, các bạn có thể nhìn qua được cái hình dáng nó cao 1m21 nhé. Mọi thông tin về sản phẩm và dịch vụ thì các bạn có thể liên hệ tôi qua số điện thoại 0965 307475 hoặc là liên hệ trực tiếp để xem là trực tiếp tại số 22 liền kề 11A, khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.